Xin chào buổi sáng mọi người ơi. Hiện tại thì Vân đang ở con kênh chính của thành phố Séc này. Nói về Séc thì đây là một thành phố nằm giữa biển và hồ nước mặn cùng hệ thống kênh đào. Tuy nhỏ nhưng rất là thơ mộng với những con đường đi bộ, kênh rạch cùng những cây cầu. Do đó Séc cũng được mệnh danh là Venice của vùng Languedoc đó mọi người. Ngoài ra thì Séc còn có đường bờ biển trải dài 12 cây số với 9-7-8 cát trắng xinh đẹp. Séc cũng là thành phố cảng rất là nhộn nhịp của Pháp với bao hoạt động chính là về thương mại, đánh bắt cá và du thuyền. Cảng Séc cũng là cảng hàng đầu của Pháp cho hành khách đến Maroc. Giờ thì mời mọi người cùng Vân dạo một vòng trong trung tâm thành phố nha. Hiện tại thì Vân đang có mặt ở trước nhà ga xe lửa của Séc đó mọi người. Nếu như mà ai mà đi xe công cộng thì mọi người có thể từ Paris bắt TGV xe lửa tốc hành đó mọi người tới thành phố Montpellier khoảng 3 tiếng rưỡi. Và sau đó thì bắt thêm một chuyến xe nữa từ Montpellier cho tới Séc này thì chỉ cũng khoảng tầm 1 tiếng thôi. Tổng cộng hành trình khoảng 4 tiếng rưỡi. Nhanh hơn rất nhiều so với đi xe ô tô. Như nhà Vân đi xe hơi mất hết 10 tiếng lận đó mọi người. Ở đây là cảng cá mọi người cho nên có rất là nhiều tàu đánh cá tập trung ở đây. Đó, bự chưa nè. Mấy cái mẻ lưới kéo bằng máy đó mọi người. Thêm một chiếc nữa nè mọi người. Nhưng mà chiếc này thì nó hơi cũ kỹ một chút. Nhiều lắm mọi người ơi. Đó, nó đậu dọc dọc dài theo con kênh. Ở đây có một cái tàu cá mới vừa cập bến luôn nè mọi người ơi. Hiện giờ thì người ta đang rửa với phân loại từng loại cá. Đó, mọi người thấy không? Mỗi khi mà tàu cá cập bến một cái là mấy con hải âu là lập tức là bay lại liền. Đó, để tìm mồi đó. Đây là những con cá mới vừa lên bò đây. Đây là mực. Ý, trời ơi, con này hơi bị bự luôn nè mọi người. Ở dưới là còn mấy khay luôn á nha mọi người. Quá trời luôn nè. Sáng sớm á, cá vô nhiều lắm. Ở đây có một quầy nữa nè. Đây nè mọi người, đây là những người dân đánh cá. Họ mới vừa kéo cá lên bờ đó. Thì những con cá nó vẫn còn nằm trong lưới. Đây, rất là nhiều luôn. Đó, mọi người thấy không? Thùng bên đây đó nè. Cá này á, cá này là cá Dorat đó mọi người. Bây giờ là họ đang kéo, họ đang gỡ cá ra khỏi lưới. Và người ta sẽ đem ra chợ bán. Cá này rất là tươi luôn, mới vừa kéo lên bờ luôn. Thì đây là công việc hàng ngày của họ đó mọi người. Merci, merci, au revoir, bonjour, today. Tiếp tục dạo phố nha mọi người. Thì ở cảng cá cũng có rất nhiều nhà hàng chuyên về hải sản. Đây là menu của một trong các nhà hàng ở đây. Thường thì nhà Vân ít khi nào vô nhà hàng ăn lắm. Toàn là ra chợ mua hải sản về nấu ăn không à. Còn ở đây thì có một cái bãi đậu xe rất là lớn mọi người. Do đất chật mà xe thì đông nên họ đã tận dụng xây nguyên một cái bãi đậu xe ngay dưới con kênh này. Hay mọi người ha. Cái tàu màu xanh này là bus tour đi tham quan toàn thành phố nè mọi người. Còn cái tàu màu đỏ này là để tham quan ra cái mé biển nơi có các cái bãi biển của thành phố. Có thể nhìn dưới đáy biển được luôn. Vân đang định đi chiếc này nè. Nhưng mà không biết là giờ khởi hành nó như thế nào. Đây nè mọi người ơi, hiện tại cái chiếc tàu màu vàng hồi nãy thì nó sẽ bắt đầu từ đây.
và nó sẽ đi một vòng xung quanh toàn thành phố. Và sau đó nó sẽ ra cái mé hồ, cái hồ lớn nơi nuôi mấy con hầu, mấy con muôn rồi đó mọi người. Đó, xong rồi nó sẽ trở về đây. Thì giá vé nó là 15 euro cho người lớn và 7 euro cho con nít. Thì xuống dưới mình sẽ thấy được dưới đáy biển luôn nè mọi người. Coi mấy con hầu người ta nuôi ra sao nè. Xui quá mọi người ơi, Vân đang định đi cái tàu màu vàng á để mà ra coi người ta nuôi hào nuôi vẹm sao á. Nhưng mà bây giờ vắng khách quá cho nên nó không có khởi hành. Còn cái tàu màu đỏ thì nó lại đi ra hướng biển, cái hướng đó thì Vân không có mê lắm cho nên không có đi. Mà khoảng 3 tiếng nữa thì nó mới khởi hành, cho nên là chắc lần này là không có đi tàu được rồi. Rồi phải hẹn thêm lần sau thôi mọi người ơi. Nói đi mấy lần rồi mà chưa có lần nào đi được hết. Hồi nãy đi tàu không được cho nên bây giờ bọn mình sẽ di chuyển qua cái hòn hải đăng để ngắm cảnh mọi người. Cái địa điểm đó thì cũng nhiều khách du lịch tập trung ở đó lắm. Hôm nay biển động quá mọi người ơi. Sóng đánh dữ quá mà em sợ, em ôm papa. Sóng đánh nhiều quá mày có sợ không? Ui sợ quá, ui trời ơi. Đây là con đường dẫn ra ngọn hải đăng nè mọi người. Ai mà đi xe hơi á, thì có thể đậu xe ở đây để vào trung tâm. Đậu cả ngày luôn á, chỉ có 3 euro thôi nha. Ở đây có cho thuê tàu nè mọi người. Có bằng lái hoặc không có bằng lái cũng được thuê luôn. Đây là hướng đi xuống. Mọi người có thể thuê đặng mà đi ra biển và đi ra hồ và dọc các con kênh của trung tâm thành phố luôn. Và đây chính là ngọn hải đăng có tên là San Luis. Mọi người có thể leo lên 126 bậc thang để có tầm nhìn 360 độ về thành phố, bến cảng, biển và đỉnh đồi Mont Saint-Claire. Nó đã từng bị phá hủy bởi các cuộc bắn phá trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng đã được xây dựng lại và mở cửa cho du khách. Phía trước là du thuyền chuyên chở khách quốc tế đến và đang ngừng chân cho khách tham quan xét đó mọi người. Trời hôm nay đặc biệt xấu luôn mọi người ơi. Giống như là có bão vậy đó. Gió thổi ầm ầm. Tranh thủ đi một chút xíu thôi rồi đi về chứ. Ở đây một chút xíu nữa chắc bị trúng gió quá mọi người. Ở đây có tiệm Việt Nam tên là Phi Long nè mọi người. Chuyên bán đồ mang đi á. Đây nè mọi người, trước mặt Vân á, là cái đoàn khách từ cái chuyến du thuyền to hồi nãy mà Vân quay á. Ở đây Vân thấy người ta chia thành tốp, đi từng tốp ha. Còn đây là tòa thị chính của thành phố Séc nè mọi người. Đó, nơi đây là sẽ diễn ra các thủ tục hành chính với lại đám cưới đồ luôn đó mọi người. Wow, ở đây có quá trời chim bồ câu luôn, wow. Suri nó mê lắm mà mọi người ơi, nó cứ đi theo nó dí mấy con chim miết à. Mi cũng vậy đó, Mi cũng mê lắm. Bắt đâu có được đâu à, làm sao mà Mi bắt nó được. Nó chạy nhanh lắm. Hiện tại thì Vân đang đi trên phố đi bộ của trung tâm thành phố đó mọi người. Thì ở đây có rất là nhiều hàng quán luôn. Thì trên con đường này vào mỗi sáng thứ tư mỗi tuần đó mọi người đều có cái chợ trời ở đây. Rất là đông vui nhộn nhịp luôn. Ở đây có con chó đẹp ghê nè mọi người. Ở đây có tiệm bánh để Vân vô dạo một vòng. Đây là cái loại muối hồng đặc biệt của Himalaya nè mọi người. Trộn chung với 4 loại tiêu nè. Hấp dẫn nha. 27 đồng 90 một chai á nha. Mấy cái này toàn là kẹo không đó mọi người. Sô-cô-la. Hấp dẫn ha. Ở đây có tiệm bán đồ trang trí đẹp lắm nè mọi người. Nhiều đồ trang trí đẹp ghê á. Trời, cái này là cỏ ốc nè mọi người. Cỏ ốc mà họ làm thành cái ngôi sao đẹp dễ sợ. Ừ.
đẹp dễ sợ như nè mọi người. 600 một cái luôn đó nha. À, đây là mấy con thuyền bồm cổ của lễ hội sắp tới nè mọi người. À, còn đây á, là lễ hội truyền thống của thành phố này có tên là Fête de Saint-Louis, diễn ra vào tháng 8 mỗi năm. À, người ta sẽ tổ chức giải đấu ngay giữa con kênh chính. À, hai chiếc thuyền á, sẽ đấu với nhau với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả dọc theo con kênh. Bây giờ tụi mình sẽ vô đây mua bánh mì với một số bánh tráng miệng. Có hàng chục loại bánh ở đây luôn mọi người. Cái nào cũng nhìn chảy nước miếng luôn. Thì một cái nhỏ như vậy á, là 2.7 đồng nha mọi người. À, so với một cái tiệm bánh chất lượng như vậy thì giá rất là ok. Lần nào xuống xét á, tụi mình cũng đều vô đây mua hết á. Hấp dẫn chưa? Vì mi thích cái dầu này đúng không? Mi nó chỉ sẵn rồi. Cái của anh, cái opera. Anh nước bia hả? Ba. Thêm một cái nữa đúng không? Bốn của anh, thêm một cái nữa đi. Thế này đi. Đây chính là cái sự kiện tên là Escanaset nè mọi người. Chính là cái lễ hội hàng hải quốc tế, nơi có mấy cái con tàu thuyền bồm cổ đây. Mọi người ơi, hiện tại thì Vân đang ở văn phòng du lịch của thành phố. Thì ở đây có rất là nhiều thông tin về địa điểm tham quan của thành phố cũng như các vùng lân cận. Thì khi mà mọi người tới thành phố mà không có biết nhiều thì mọi người có thể vào đây để xem. Thì những cái tờ quảng cáo này sẽ có tất tần tật thông tin về giờ giấc, giá vé, địa điểm tham quan này nọ. Rất là tiện và hoàn toàn miễn phí. Thì mọi người có thể vào đây tham khảo. Vân sẽ quay một vài mẫu cho mọi người xem ha. Ví dụ như đây là thông tin về những chiếc tàu đi hồi nãy mà mình định đi nè mọi người. Là thông tin về chèo thuyền kayak, thông tin về cho thuê xe, thông tin thuê tàu đi vòng vòng trung tâm thành phố, thông tin về cái tàu xe lửa mà đi vòng vòng tham quan thành phố đó mọi người. Ở đây thì có một cái khu vui chơi cho con nít luôn nè, ở ngoài biển nè mọi người. Ở đây có cái dịch vụ cho sự kiện ngày mai luôn nè mọi người. Khi mà những cái tàu cổ này chạy ngoài biển đó thì những cái tàu này nó sẽ chạy theo để mà cho mình quan sát ở ngoài biển luôn, quan sát cận cảnh những cái tàu này luôn đó. Thì giá của nó cũng mắc lắm nha, 50 đồng một người đó. Thì anh chồng của Vân đang gom một mớ để mang về nhà của mình á, để mà cho khách tiện tham khảo các địa điểm tham quan. Thì mọi người mà tới thành phố đó mà không biết đi đâu làm gì đó, đi vô trong đây có rất là nhiều thông tin để mà mình lựa chọn. Và đây là một con đường rất thú vị mà Vân hay thấy mọi người check in. Các ngôi nhà trên con đường này đều có những bức tranh rất là sáng tạo và kỳ công. Vậy là cũng đã kết thúc ngày thứ hai của Vân tại thành phố Séc này. Mọi người thấy thích video của Vân thì hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ Vân nha. Xin cảm ơn và hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé.